Với tỷ số 8-0, học viên Ai Ca tuyên bố thắng cuộc là 5-2. Với kết quả 4-0 và đúng sau được tuyên bố thắng 8-1. Con quay vậy nó mỏi tay sao cầm như này nó thử. Xin mời vận động viên quận tư Ai Ca của Chido ra bảng thi đấu. Mời huấn luyện viên quận 3 là bạn thi đấu số 2 tầng 2 đẩy rải ra tàu kia năng khiếu rồi đồng tiễn thành phố nói trong đó cũng nói cái hàng rải là đứng dậy sau rồi đồng tiễn thành phố cái hàng căng 16-2 luôn. Mời huấn luyện viên quận 3 là bạn thi đấu số 2 đúng rồi đó thì cái thằng không cái thằng nãy nó đứng xong đồng tiễn lâu năm à. Này trả tập trung. Mời các vận động viên tham gia nội dung đánh trên nam 82 kg tập trung tại 82 bệnh viện. Tấn công trước nha. Xin nhắc lại mời các vận động viên tham gia nội dung 82 kg tập trung tại 82 lần 2. Bị gái này đâu chưa? Đó, bị gái này đâu chưa? Đâu. Bạn gái bị chỗ anh hả? Chỗ anh đấu rồi. Đấu rồi. Đấu rồi. Tao sao nhìn cái này hết tiếp dục cái gì chưa đánh mà rút tay nè ép vô anh trước đi đứng ra ẩu em vô đứng ra đợi. Được hết rồi. Đây là hai trận đầu tiên Tân Bình đã ra quận 3 mời hai đội viên tham dự thi đấu. Chân được hết rồi. Ép đi bia ơi. Mày đi thằng má. Ép không đánh luôn.
vô bẫy vô. Chọc nó cứ chọc tay vậy làm sao số điểm. Anh ơi. Giá cư kìa. Không nổi. Đánh đi. Thì xong hết thể lực rồi. Tao vô lại đi mày.
Trời ơi. Cái mặt thì nhiều. Hai cơ. Đi nhập vô, đập tới trước đi. Nha. Cố lên. Đi, đi. 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 Đi.
cho sâu vô. Còn không thì từ. Điểm ơi, quýnh tròn ơi, sâu vô. Sâu vô. Đánh trước không đi. Mời trọng tài khanh về bàn thi tiếp 1. Mời trọng tài khanh. Nó xịt nhích vô nó quýnh đi, nhích nhích vô nó quýnh đi. Hai nhịp, hai nhịp. Đánh nhất vô đánh chị ơi. Chị nữa. Nhanh lên, nhanh lên cho chị về mày. Đứng đi, đứng đi. Cái nữa. Thẳng vô. Cái tay thẳng ra là. Trời ơi. Ghét gì chứ. Chị đã xui quá. Gặp mà Diễm mà quất quá. Vậy một điểm nữa kìa. Một điểm nữa. Đó. Trời ơi. Thầy trước đâu? Đủ lên. Tay đi, tay thôi. Tay trước đó. Nhào bảy bảy vô đi. Gục kia đó. Để huấn luyện viên ta chỉ đạo. Điểm ơi, đánh tay trước một đòn thôi. Còn hai đòn đó. Vô, đầu thôi dưới coi. Từ thôi. Từ thôi mệt. Chúng ta có mặt vào lúc 9:15 để họp và hội ý. Xin cảm ơn. Cố lên chim ơi, cố lên. Tập trung vô. Tốt rồi vậy đó. Đó.
hai nhịp anh đánh không di chuyển nữa. Hai nhịp chịp bước vô xíu rồi, bước vô xíu rồi nó xảy á, bước vô